À, đây là đường gì, phải biết giới thiệu đường gì. Hoàng Minh Giám. Hoàng Minh Giám hả? Đi tìm view cà phê, ngắm phố phường, xe cộ qua lại. Hai bên là công viên luôn ha. Đó ha, bên kia ha, vườn nhà ai. Rồi chắc tắt quá hả, đang đông người á. Con nít nè, con nít tập thể thao nè, có thầy dạy. Dạy cái chân đá làm sao làm sao. Ủa ở đây hả? Ủa ở bên này khác hả? Bên này là bên kia phải không? Ủa sao thấy nhà khác nha, hay là này buổi trưa ta? Đặc biệt từ 12 giờ phục vụ công an gia đình. Nó đọc nhanh thế. Bên kia là công viên nhà, mai mốt gần Tết họ sẽ bên kia đi ngồi chỗ uống cà phê. Vô đây nè đúng không? Vườn nhà ai? Bên trái không? Trái thì ha, ngồi ngay góc á để coi phố phường luôn. Góc này hả? Góc này bị vướng không? Đây nè. Ừ. Đây đi, đây đi. Nước đặc pha là nước đặc biệt đó hả? Kem ly à, da ua nước ép sinh tố, soda. Cà phê bay lây nè, thử cái cà phê bay lây. Đá, đá, đá sữa
chỗ đá đó. Đường này là đường gì? Hoàng Minh Giám. Hoàng Minh Giám không? Cái bảng đường để đằng kia. Đây nè. Nó đường cắt ngang. Ở đây nè. Đường cắt ngang là đường gì? Đường cắt ngang á. Đó. Đó có cái đen đường cắt ngang. Giống đường quận Phú Nhuận rồi hả? Dạ. Yeah. Chơi. À, có password nè. Có password nè. A B C D 7979. Số 3 đường Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận. Bữa nay mình ghé lại quán vườn nhà ai. Có vườn vô là mình ghé lại. Có, vô một hai lần. Chết rồi bàn kia. Ở bàn là ngồi nó có vô đây uống cà phê rồi chân quê hà. Mình đi buổi trưa trưa chiều chiều á, bữa nay ghé lại là đúng rồi. Đây là cái không gian của quán nè, không gian của quán có lồng đèn, nhà lá, nhà ngói cho mấy nhà lá ha. Đồ luôn nè, món khai vị, lẩu, điểm tâm sáng, nói chung là đầy đủ. Nãy đi dọn gọi món gì vậy? Nãy gọi món gì vậy? Rồi me đường. Ơ? Có đá me. Me gừng 52.000. Người không uống cà phê mà lại gọi bay lây. Bay lây sữa đá 67.000. Ây da, mình đau tay quá. Đây nè là ly me. Me gừng đã ra nha, có đậu phộng. Me gừng thì không
đây là ly cà phê Bailey sữa đá. Nhưng mà người ta pha sẵn cho nên mình không biết sao. Ây da, bị mũi chích nữa mới ghê chứ. Phía bên hông của tiệm cà phê vườn nhà ai có view rất là đẹp. Nguyên mặt tiền đường đều nhìn hai hướng đều được hết, đường Hoàng Minh Giám, đường sống ngon.
tim ha. Tim với lỗ tai với lại huyết. Cháo nấu đặc ha. Cháo lòng miền Tây đêm khuya nè, 22.000 một tô, là chưa tới 1 đô. Cầu này gọi là cầu đất sét. Ai dạ, đi nó dòng quá. Vinh Mót giờ cũng sẽ đóng cửa. Nói để đi Vinh Mót mà không rảnh rồi. Đường này là đường Vương Lai chạy dài An Phú Đông 09. Đây là bán cá cảnh nè, đó. Cái thùng này bánh mỡ. Buổi sáng nơi này là mở đồ ăn sáng ha. Đây tiệm ba bờ hút tóc. Đường làng quê. Đường đêm quê chứ không phải đường làng quê. Hồi xưa nói chữ làng là đi liền với chúc, đi liền với con trâu. Bây giờ nói chữ làng thì không thấy đâu ra. Đây là lũ tàu. Chớp 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 chớp. Cháo lòng miền Tây 22k một tô. Giờ đi dạo phố quê chút xíu cho nó vơi bụng bớt về ngủ. Đây là biệt thự, biệt thự mà hơi tối ha, không có thắp đèn nhiều, biệt thự có cây sứ. Cái ông mà ở bún riêu chắc ông ngạc nhiên. Tối thôi còn đi coi phim. À, đây nè. Hôm bữa cái khu này để là bán 80 tỷ nè, giờ lấy bảng xuống rồi, không biết có chủ mới mua chưa nha. Đó, từ cái góc cột đó cho tới hết cái miếng đúng rồi, cho đến hết miếng đây là cơm rượu Next Time nè. 45.000 một hũ đầy như vậy luôn. Mùi thơm ngon lắm, bán ở đường Lê Đức Thọ, Gò Vấp. Đây. Đó. Nước chảy ra đó. Đây là bánh giò. Bánh giò 13.000 một cái. 13.000 một cái, thấy gói cũng đầy nè mà không biết bánh bên trong là sao. Ăn thử chỗ này chỗ lạ. Hôm nay tiệm nhà nâng cấp internet lên cho tốc độ mạnh hơn của Viettel.
Vì là làm tiệm cà phê nên cần tốc độ nét nhanh cho khách xài.